sân trong đội trình gồm có cầu thủ mặc áo số 36 đội trưởng Tuấn Sơn, số 2 Chí Thức. Sau đây là tính chất của một cuộc đấu trong một giải đấu chính thức nên cầu thủ đang tạm dọn nhau nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ áo vàng và khẩu trọng pháo của họ trung phong áo số 7 Hùng CR7 đã là người ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay rất nhanh. Trận đấu mới chơi qua được ít phút thì đội bóng vàng nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 cho đội bóng áo vàng. Một tình huống lao ra đấm bóng không thực sự chắc chắn của thủ thành bên phía Phước Cơ Jonathan. Điều đó đã tạo cho người đội trưởng bên phía các cầu thủ áo vàng một thời cơ và cú đánh đầu của anh vẫn được đi khá nhẹ nhưng độ hiểm thì lại rất cao. Rất trong vánh thì đội bóng áo vàng đã có được liên tiếp hai bàn thắng sự tỉnh táo cần thiết và chuyền bóng cuối cùng của các tiền vệ lời Phước Cơ giờ thật. Nam Đây Ma Chí Thức chấp điểm không đâu. Không như vậy là tỷ số đã được nâng lên thành 3-0 cho đội bóng áo vàng. Một tình huống phối hợp với biên trái đầy sắc nét của Tuấn Cường FC. Và vừa rồi Chí Thức đã có tình huống đưa bóng về phía cột 2 rất vừa tầm với đà lao vào của cầu thủ áo số 7 Hùng CR7. Bàn thắng thứ 2 trong trận đấu ngày hôm nay của chân sút bên phía đội bóng vàng. Tỷ số được nâng lên thành 3-0. Anh Quý ơi, nhìn trọng tài quên giờ rồi. Chí Thức chấp điểm. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất và hậu vệ cánh trái đội bóng áo số 69 trọng Chí Thức đã có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay của riêng anh, qua đó giúp đội bóng chủ nhà vươn lên dẫn trước với cách biệt là 4-0. Một cách biệt rất an toàn trước khi bước vào giờ nghỉ. Cách đầy đáng tiếc. Liệu rằng trong hiệp thi đấu thứ hai này họ có thể cải thiện được khả năng dứt điểm và qua đó có được những bàn thắng để trận đấu chúng ta đang xem được trở nên kịch tính hơn hay không? Quý vị các bạn chúng ta hãy cùng chờ xem. Được lên bóng cho đội bóng tím, đây là lòng quay dứt điểm, không vào. Như vậy là có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-4 cho đội bóng tím rồi, rất nhanh. Tiếng còi khai cuộc hiệp thi đấu thứ hai của trọng tài vừa mới vang lên thì từ một đợt phản công rất nhanh thì đội bóng tím Phước Cơ Do Thực đã có được bàn thắng để rút ngắn cách biệt xuống còn 1-4. Người vừa xuất hiện trên bảng điểm là cầu thủ áo số 7 Anh Kỳ, người được kỳ vọng nhất trên hàng công của Phước Cơ Do Thực. Dứt điểm thẳng rất nguy hiểm và một bàn thắng rất đẹp lại đến với cầu thủ áo số 69 Chí Thức. Cú đá phạt đã vượt qua được hàng rào của Phước Cơ Diêu Hòa Thật. Một đường cong hoàn hảo vừa được Chí Thức tạo ra. Bàn thắng thứ 5 đã đến với đoàn quân áo vàng Tuấn Cường FC. Vẫn là số 18 đường trong biên, căng ngang. Căng ngang của Đình Vũ đã bị bắt bài bởi Chí Thức. Cần phản kích cho các đá vàng. Mẫn Long vẫn là số 10, khoảng trống cho Mẫn Long. Mẫn Long đã quá chân trừ. Nhưng vẫn có được chuyền và tỷ số được nâng lên thành 6-1 cho Tuấn Cường FC. Cú hất chích cho Hùng CR7. Tình huống ghi bàn không thể dễ dàng hơn được dành cho chân sút mang áo số 7. Bên phía đội bóng vàng vừa có sự thay đổi người. Và Xuân là cầu thủ mang áo số 26. Cơ hội được tiến tranh. Đúng là một khi mà cô đã thương thì muốn trở thành người thường cũng khó. Vừa mới xuất hiện trên sân được khoảng 3 giây thì số 26 Văn Hoàng đã có bàn thắng đầu tiên cho anh trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số được nâng lên thành 7-1 cho Tuấn Cường FC. Đấu hôm nay sẽ dành cho đội quân áo vàng. Liệu rằng đội bóng áo tím Phước Cơ Giao Tự có thể ghi được những bàn thắng để rút ngắn cái biệt thành công. Lúc này một cuộc đua ngược dòng sẽ là một điều rất khó xảy ra. Đây là bổng chung, đường chuyền nguy hiểm. Như vậy đã có bàn thắng thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay cho đội bóng áo tím. Cú chạm bóng đầy tinh tế của
Bửu Trung đã làm cho thủ thành bên phía đó áo vàng, đó là Hải Bánh phải bó tay. Cách biệt được rút ngắn xuống còn là 27. Thế Duy cần phản công cho đội bóng vàng, đây là sân Pepe. Dứt điểm, cú phạm vào rồi. Thêm một đợt phản công đầy sắc sảo nữa vừa được đội bóng vàng tạo ra. Và người một cái tên xuất hiện trên bảng tỷ số thêm một lần nữa là cầu thủ số 69. Chính thức cũng đã có được cho mình một cú đúc trong trận đấu ngày hôm nay. Cách biệt 6 bàn thêm một lần nữa được tái lập. Tỷ số đang ra. Thanh Hải sẽ là người thực hiện quả phạt đền này cho đội bóng áo tím. Thanh Hải sẽ đối đầu với Hải Bánh. Thanh Hải rất đơn giản. Cú đá phạt đền đầy quyết đoán của cầu thủ ba số 6. Cách biệt được thu ngắn xuống còn là 38. Mặc dù đang bị dẫn rất sâu nhưng tâm lý và tinh thần của đội bóng áo tím Phước Cơ thật là rất tuyệt. Đội bóng áo vàng Tuấn Anh đều chuyền. Bình Đông đã chọn vị trí tốt. Bóng vẫn còn, đây là Thanh Hải. Nhịp chơi của cả hai đội đang lên rất cao. Thủ Trung. Thủ Trung đã hơi chần chừ một chút trong pha bóng rồi. Sẽ là một đợt lên bóng nguy hiểm cho đội bóng áo vàng. Vẫn là khoảng trống số 10, vẫn lòng dứt điểm. Đội bóng áo vàng đã tăng tốc và bàn thắng thứ 9 đã đến với họ. Người vừa xuất hiện trên bảng điểm là cầu thủ ba số 10 Mẫn Lòng. Cú dứt điểm của anh là rất khó, bóng đã hướng thẳng về phía cột ra. Mặc dù là một thủ môn xuất sắc thì Thái Hoàng Linh cũng không thể làm gì trong phòng. Phần thắng trong trận đấu ngày hôm nay gần như chắc chắn đang nằm trong tầm tay của đội bóng áo vàng. Mặc dù có thể cảm nhận là một thất bại trong trận đấu ngày hôm nay nhưng đội bóng áo tím Phước Cơ nhiều thật vẫn cần được nhận được những lời khen và như vậy đã có bàn thắng thứ 10 cho các cầu thủ áo vàng. Được lên bóng rất nhanh từ hàng cánh trái của Tuấn Cường FC. Vẫn Long đã có tình huống đặt vòng không thể chê vào đâu được. Ngày hôm nay những lão